là bóng keo nha các bạn. Bóng keo nha các bạn. Ủa bóng ra cái gì này với cây đây. Rồi bây giờ Hoàng Trâm sẽ thử cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ thử nha. Làm nhanh nhanh trước. Đây. Bóp lên. Nặng rồi lên ạ. Nó bự bự lên nha. Thấy không? Rồi Chanh cầm nó cho mẹ đi, mẹ thổi thử rồi mẹ cho Chanh thổi nha. Thổi nha. tiếp tục mở cho to lên nữa. Wow, đã chưa các bạn ơi. Thì thêm hai cá nè. Hello, thấy các bạn chưa? Một cái tiếp này chỉ thổi được phần chỉ là chỉ có ba bóng thôi các bạn ơi. Tiếp này mình thấy khá, mẹ Trinh thấy khá ít đó. Thổi thêm một cái nữa nha. Con bị dính với nhau rồi. Ô. Thôi kệ không sao không sao. Con để gì cũng đẹp. Không sao đâu. Rồi thôi các mẹ Trinh nè. Cái này nó rất là dễ bể đó các bạn. Ô. Ô. Đâu Hoa Chanh nhìn các bạn chụp hình đi. Nhìn các bạn đi. Đây. Cười với các bạn đi.